không thả rồi, đưa anh thả chưa? Để anh thả chưa? Không biết thả rồi, để anh thả chưa? Đẩy thật căng theo kia kìa. Bây giờ đẩy cái xước giữa ấy. Mày chưa thả gì bao giờ rồi. Thả đi. Lên rồi nha. Đấy, siêu đẳng luôn. Đấy, thả như thế mà. Thả đẩy rất mạnh đằng sau. Lên rồi. Tí nữa cái kêu to đây, gió bé. Gió bé. Nói chung là thả một vài lần là quen mà. Thả phải đẩy mạnh lên. Ôi, ông Trinh. To lắm. Đấy, thế nào có diều xanh bên kia thả kìa, diều giam nha. Diều xanh. Màu đỏ á? Ừ, màu đỏ. Lên hay lên rồi. Phật ra mà cầm đấy. Đấy, ông Trinh ông ấy đi xe máy, đi thả dây đấy. Mọi nơi thì cần phải máy tơi mấy cái thứ, như đây không cần, đây cần xe máy là được rồi, là thả được dây. Sau thì phưng phát là ra, làm sao phải máy tơi ra. Đây thả dây là giới thiệu anh em là dây sẽ để vào xô đấy, và tra dây bằng xe máy. Nó gọn nhẹ, không lo gì lâu cả. Đây nha. Dân chơi, thả diều đây này, diều lên đây nha. Đấy, lên rồi. Ô, trực kì, đã xong. Chào anh em. Cho mạnh thật ạ. Kêu phát cao lắm rồi anh em nhé. Giới thiệu với anh em, hôm nay gió đẹp, thả diều đông lắm. Có gì gió đây mới gió nhẹ. Kinh em ạ, tay không chẳng sát. Đúng rồi, tay không ra lắm. Đi đi xe máy về tí. Thả tiếp. Thả diều, thả diều. Mày bảo đi. Dân chơi, dân chơi. Thả diều, thả diều. Đi rồi, đi. Thank you.